Dạ, xin tổng chào toàn thể quý vị cùng các bạn, quý bà con kính mến. Thì chủ đề hôm nay mình chia sẻ là món phân nuôi hộp vào giai đoạn nào là vừa. Thì mình cùng phân tích ha, để có cái góc nhìn đa chiều, bón cái lượng phân thích hợp và đúng thời điểm. Thì mình có cái chỗ mình thì đang vào giai đoạn lúa chỗ điều, chỗ gỗ, chỗ lẹt xẹt và giai đoạn công trái me, vàng mơ. Thì mỗi cái lúa thì nó có giai đoạn khác nhau, tại vì làm trên cùng một cánh đồng, người trước, người sau, rồi kỹ thuật canh tác dẫn đến cái quy trình nó chỗ khác nhau. Cộng thêm cái nữa là như vậy đó thì dễ thu hoạch các bạn, tại vì cái máy thì nó có hạn, nếu mà gộ hết chân nguyên cánh đồng thì khi mà thu hoạch thì thiếu lượng máy thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là đùng và tranh giành cũng không hay. Thì trở lại chủ đề chính thì nó có cái mình này, thì trước mặt mình đây là cái lúa này gọi là chỗ điều hoàn toàn, tại vì cái mà những cái bông lúa trên nó đã quặt xuống là nó hiện tượng là nó đang vô gạo. Thì mình cùng phân tích xem coi giai đoạn nào là vừa. Thì bón gốc á thì mình chủ yếu là mình xem ở dưới đất là chính. Thì chỗ mình ngồi đây thì nó có cái đường mương phèn đây. Thì mình sẽ quan sát cái rễ nó thì bắt đầu là này là hết phát sinh hiện tượng rễ mới nha các bạn, có nghĩa là nó đã như vậy là nó ổn định và nó không còn phát sinh cái rễ mới nữa. Thì cái mương phèn là dễ thấy nhất đây. Đây thì cái rễ nó ra đâm ra đây là nó bấu xuống đất hết rồi đó, là hiện tượng là cái rễ nó sẽ già đi và nó không còn có phát sinh rễ mới nữa. Thì theo mình là lý tưởng nhất là giai đoạn này nè các bạn, phun giai đoạn mà bón phân á, là nó chỗ vừa đều đây, vừa khơm khơm xuống xíu này. Tại vì bón phân vô thì các bạn biết á, thì bón phân á thì nó sẽ nhóng, nhưng mà lúa thì nó chỗ gì này thì hết nhóng rồi. Thì quy tắc nó bón phân á thì mình đem xuống, mình bón xuống thì nó hấp thụ trong vòng một ngày đầu tiên thì nó đã hấp thụ rồi, nhưng mà nó hấp thụ để mà nó lưng chuyển lên cây lúa mất từ 3 tới 7 ngày thì cái lúa bắt đầu nó xanh đỉnh điểm là đúng 7 ngày. Thì đây thì trước mặt mình đây là giai đoạn lúa chợ này là lý tưởng nhất để mình đi phân tích cái lúa mà nó chỗ lẹt xẹt và chỗ khoảng 30-40%. Thì mình đứng đây là ngay cái ngã ba, là ba cái miếng đất nó chụm lại đó. Thì chỗ này là lúa này là chỗ lẹt xẹt, có nghĩa là một chè bông. Thì tại sao mình phân tích là như lúc nãy mình nói đó, thì khi mà cái lúa này giai đoạn này là nó đang cái rễ nó đang già đi và nó đang chuẩn bị chỗ thì nó hồi xanh lại. Thì giai đoạn này chưa cần bón phân là vậy, nuôi hạt là vậy. Nhưng mà cái thời tiết cái mùa mưa này thì nó bắt lại, công mình dằn cho nó không có vượt lên này, có nghĩa là giờ cho cái lúa nó thấp, nó cứng cây để mà chống đổ ngã đó. Thì nếu mà định bón phân giai đoạn này thì cái bông nó giọt lên sẽ rất là cao, sẽ ảnh hưởng tới cây lúa sau này giai đoạn chính đó. Đây thì cái này là chỗ gần đều, có nghĩa là chỗ khoảng tầm 30-40% vậy đấy, là nó le chỗ rất là nhiều. Thì đây là cái này thì cũng chưa bón kịp, chưa bón được các bạn. Là khi mình bón thì nè, nó sẽ mấy cây sau đó nó sẽ thấm phân đó, nó sẽ dương cái đài bông á, cái đài bông nè là dương lên nè. Này cái này là các bạn thấy rõ nè, là mình đã kiểm soát được cái độ cao của nó. Đây nó cong cong này, là nó cong 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 đây, là cái lúa nó mình ức chế sinh trưởng đó.
thì họ cái mấy dây déo trước về về ngộ độc mắc lo đó thì mình cũng có quay đó, là nó cong đây rồi nó chỗ ngang hông luôn, là mình ức chế sinh trưởng rồi cây lúa là nó thì xảy ra hiện tượng này. Bởi vì thành ra là giai đoạn này mình chưa nên bón phân, chưa nên dội bón leo vô, thì cái này là bón vô thì cây lúa nó hấp thụ nhiều đó, nhưng mà nó sẽ vượt lên, nó sẽ vượt lên là nó vượt qua cái ý định của mình là đã dặn cho nó thấp lại. Thì mình các bạn thấy đi, nó thấp tè. Bởi vì cái mùa hè thu này là như vậy. Nhưng mà còn bên đây là lúa chỗ điều, mình không tính ở bên này, tại vì ở đây là cái dặm lại. Thì mình đi xích bên kia cho các bạn xem. Rồi, đi mình đi qua tới cái khuôn lúa chỗ điều của mình đây. Thì bên kia là nó chỗ lẹt xẹt cho nó chỗ 30-40% đó. Ở đây là gồm chỗ điều. Thì mình phân tích đó, thì lúa này chỗ điều. Mấy cái chỗ này thì nó mới chỗ. Mấy chỗ này thì nó chỗ trước trong một khuôn lúa thôi là nó khác nhau các bạn. Sẽ khỏi đợi hai ba khuôn, hai ba người làm. Thành ra là giai đoạn này là mình là gọi là bón nuôi hạt là lý tưởng nhất. Thì nó không kích cao mấy cái bông mới chỗ. Và nó không có nhóm cây lúa, có nghĩa là giải pháp giấc này là gọi là đúng thời điểm. Thì khi mà đúng thời điểm rồi á thì sẽ xác định lên cái lượng. Thì giai đoạn này thì cái lúa nó chỉ cần là thành phần đạm và kali. Tại vì cái lăng á thì nó hỗ trợ cái lúa là đâm chồi để nhánh. Thúc chồi, thúc nhánh. Rồi hình thành khả năng hình thành bông hoa. Thì giai đoạn này thì đã mọi chuyện đã xong hết rồi, lúa chỗ hết rồi. Bông lớn bông nhỏ thì nó cũng chẳng chỗ. Thì giai đoạn này thì mình chọn tỷ lệ 50-50, có nghĩa là trong cái phần phân đạm là 46% đó, là mình thí dụ mình tính 10 bao đi. Thì 6 bao đạm và 4 bao kali nồng độ 60%. Thì tính ra tỷ lệ nó là giống như 50-50, có thể là 52-48, 53-47. Đó là cái tỷ lệ của mình pha trộn. Thì mình gãy 10kg các bạn. Thì 40 ngày mình gãy. Thì giai đoạn này thì tương đương gần như 70 à. Có nghĩa là gần 1 tháng à, 30 ngày không có phân. Và cái lúa chắc này nó đang rất là cần nước, cần ánh sáng và một cái phần dinh dưỡng để mà nó quang hợp, để nó tạo nên cái hạt cái gạo đó nó no đủ. Để mà cái lúa nó ít đổ ngã đó thì phải cần đủ những yếu tố sau. Thứ nhất là cái đất phải cứng, không có sình cháo. Thứ hai nữa là mình ức chế sinh trưởng cho cây lúa nó thấp xuống để mà nó chống chịu. Thứ ba nữa là cây lúa nó xanh bền, xanh lâu tới giai đoạn cuối, nó không bị lão hóa. Thì cái phần đó thì cái phân và cái thuốc nó giải quyết được cái vấn đề. Còn mà cái lúa mà nó đổ ngã do thời tiết mà mưa bão nữa, trong giai đoạn mà mùa mưa này đó thì bó tay, gió quá mạnh thì thôi chịu thua. Nhưng mà còn một cái yếu tố mình nhắc lại đó là cái cây mà lúa nó xanh, nó khỏe, nó vô gạo nhanh là một. Thứ hai nữa là nó xanh tới giai đoạn mà mình thu hoạch đó, là cái lúa nó rất là cứng. Nghĩa là mình chia sẻ cái này là cái để mà mình bón phân cho nó hiệu quả vào giai đoạn này. Tại vì mình thấy là nó 40 ngày là mình bón phân, tới nay là nó 70, như là 70 ngày đi, thì nó 1 tháng. Mà giai đoạn lão quá thì nó hấp thụ không nhiều nữa. Thành ra giai đoạn này là giai đoạn lý tưởng nhất và thích hợp nhất để mình bón phân, để mình nuôi hạt và mình giữ xanh cây lúa tới giai đoạn mà cuối cùng nữa các bạn. Nghe quý bà con. Rồi, đó là nội dung ở trên mình chia sẻ cho quý vị cùng các bạn cùng quý bà con. Rồi mình thực hiện thôi. Mai mình sẽ gãi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin trân trọng kính chào ạ.